Lào Cai vẫn là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong lần lũ lịch sử vừa qua, trong khi lực lượng cứu hộ cứu nạn tỉnh Lào Cai đang gấp rút khắc phục hậu quả từ trận lũ quét tại bản Khoang Sapa, thì khoảng chiều ngày hôm qua tại khu vực rừng vầu, rừng xanh thôn Minh Thượng 1, xã Minh Lương, huyện Văn Bàn của tỉnh này lại xảy ra vụ sạt lở núi khiến hơn chục người thương vong. Theo thông tin ban đầu, vụ sạt lở đã làm 2 người chết và 12 người bị thương, chủ yếu là nam giới, tuổi từ 16 đến 40. Hiện 7 người bị thương nặng đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Văn Bàn cấp cứu, còn 5 người bị thương nhẹ đang điều trị tại trạm y tế xã Minh Lương. Những người bị thương vong hầu hết là những người tham gia khai thác vàng thổ phỉ, quê ở Thái Nguyên, Hòa Bình và Tuyên Quang. Theo thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn huyện Văn Bàn, nguyên nhân ban đầu của vụ sập bãi vàng là do nước ngấm sâu vào các hầm khai thác vàng tạo thành bóng nước, sau đó bục ra gây sạt lở. Còn theo người dân địa phương thì trong sáng và chiều nay, hàng chục xác người chết và bị thương vẫn tiếp tục được đưa ra khỏi khu vực này. Được biết, hiện tại vẫn còn có người bị mắc kẹt trong các lò khai thác vàng thổ phỉ. Hiện Ủy ban Nhân dân huyện Văn Bàn đang chỉ đạo lực lượng cứu hộ cứu nạn tiếp cận hiện trường, khẩn trương kiểm tra tìm kiếm những người bị nạn. Trước đó thì vào đêm mùng 4 tháng 9, người dân thôn Can Hồ A, xã Bản Khoang, huyện Sapa đã bị đánh thức bởi âm thanh khủng khiếp từ trên đỉnh núi, mặt đất rung chuyển, sau đó là những tiếng la hét. 11 người bị lũ cuốn trôi, 2 người đến nay vẫn mất tích. Nhóm phóng viên VTC14 đã có mặt tại xã Bản Khoang để ghi nhận công tác tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả của trận lũ tang tóc nhất từ đầu năm đến nay.